Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 2 của truyền hình Bình Định. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Lộc thăm và làm việc với các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2013 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Cùng một số thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, đồng chí Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Lộc đã đến thăm và làm việc với công ty Hưng Thịnh. Đây cũng là doanh nghiệp của doanh nhân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh dịch vụ khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, resort cao cấp, bệnh viện, viện điều dưỡng. Tại tỉnh Bình Định, công ty Hưng Thịnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu dân cư Hưng Thịnh với quy mô 10,5 hectare tại phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Hiện nay công ty đang đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo việc xây dựng và tiến độ để dự án sớm được đưa vào thực tiễn. Ngoài ra, công ty đã hoàn thành sơ bộ phương án thiết kế quy hoạch đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ du lịch thể thao tại phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn với tổng quy mô khoảng 70 hectare. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Lộc chúc mừng những kết quả công ty đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt các dự án trên địa bàn tỉnh cũng như các chương trình xã hội từ thiện hỗ trợ người dân Bình Định, công ty sẽ là đầu nối kêu gọi các nhà doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp của con em tỉnh Bình Định đầu tư về địa phương và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ nhau để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.